Rồi hello bạn, hôm nay mình có một buổi tập trực tiếp với bạn Đức Huy 2K4 để tập khá vài lâu và lên được 1 cm. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn một set tập superset kết hợp nhiều bài tập trong một hiệp mà không có thời gian nghỉ. Bài tập hôm nay là chúng ta sẽ kết hợp với chạy bứt tốc kết hợp với tuck jump là nhảy rút gối. Tức là khi mà bắt đầu chúng ta sẽ nhảy 10 cái rút gối, và sau đó chúng ta sẽ chạy 20m liên tục. Sau khi kết thúc 20m thì chúng ta sẽ tiếp tục rút gối, và sau khi rút gối xong thì chúng ta sẽ quay lại điểm ban đầu và rút gối thêm 10 cái nữa, lặp đi lặp lại. Tức là nó sẽ bao gồm giữa 10 cái rút gối và chạy 20m lặp đi lặp lại đến khi nào mệt là chúng ta một hiệp nha. Các bạn hãy tập cho mình khoảng 3 tới 5 hiệp là quá đủ để cho GH được tiết ra. Rồi, giờ tư thế bắt đầu em. Rồi, đầu rút gối trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi chạy. Rồi rút gối em, rút gối. Chạy. Rồi rút gối tiếp. Bài này đốt thể lực rất là tốt. Tiếp gắn tiếp một lần nữa thôi. 10 cái. Rồi chạy tới điểm cuối là xong. Gắn thành là xong nè. Rồi dân, thì đó là một set tập thì giới hạn mỗi người sẽ mỗi khác. Thì nếu bạn nào trâu bao hơn thì các bạn sẽ một set của bạn sẽ trâu hơn. Còn bạn Huy thì một set của bạn sẽ tới đây. Thôi được rồi em, làm mẫu gì được rồi. Vẫn còn tập mấy bạn chưa bỏ cuộc. Được rồi, được rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Tạm biệt bạn.